Em chào anh Quyền Linh. Trời đất ơi. Đó, đẹp như trời. Cha mẹ ơi, hôm nay con lên sóng chương trình này, hy vọng mà mọi người sẽ thấy là con là một cô gái chững chạc này, và cũng thể hiện trước mọi người rất là tốt. Con yêu mọi người rất nhiều và hôm nay con đã có thêm một người bạn tốt. Tuyệt vời đấy. Bây giờ chúng ta giới thiệu về mình đi. Em tên là Lê Thị Huyền, 24 tuổi. Em đến từ Nghệ An. Hiện tại thì em đang là chuyên viên hoạch định tài chính của một công ty tài chính Canada. Em ở Phú Nhuận và đang làm việc ở Bình Thạnh. À, ở Phú Nhuận hả? Cũng đồng hương nữa. Nay đồng hương Phú Nhuận lên ơi. Kịch Phú Nhuận hả? Rồi mời nhà trai giới thiệu về mình đi bạn. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào tới anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Quốc Hoàng, năm nay em 37 tuổi. Hiện em đang công tác trong ngành hàng không. Em làm gì hàng không? Nhiệm vụ cụ thể là gì? Như em là làm nhiệm vụ cụ thể là em sẽ đầu tư trang thiết bị cho một cái sân bay, là nhà ga, thiết bị kỹ thuật trên đường băng, giúp máy bay hạ cánh. Rồi, anh hiểu rồi. Em quê Nghệ An đúng không? Dạ. Ồ, bạn trai hình như quê ở Nghệ An luôn hả? Dạ, em cũng quê ở Nghệ An đó. Phải không? Tại vì thấy cái giọng nói hai bạn nói tiếng địa phương mình còn chuẩn không? Bạn gái ở huyện nào? Em ở Yên Thành của Nghệ An ạ. Yên Thành, còn bạn trai? Dạ em ở Đô Lương. À Đô Lương cũng gần mà. Gần không? Sát Đô Lương và Yên Thành. Dạ gần ạ. Muốn về Đô Lương thì sẽ đi qua đất của Yên Thành. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ nói một chút xíu về bản thân mình, những cái ưu khuyết điểm của mình đi em. Ưu điểm của em là năng động, hòa đồng. Em là một người mà luôn hướng cho mình những cái suy nghĩ tích cực, sống thiên về gia đình. Vì thế em rất là thích nấu ăn và em cũng thích hát. Em có cái nhược điểm gì không? Cái tính của em ấy khá là thẳng thắn, cho nên là những cái quyết định của mình có thể là làm cho người khác cảm thấy bị buồn, bị chạnh lòng. Cho nên là em mong muốn là thời gian tới em sẽ hoàn thiện được bản thân của mình. Bây giờ em trai cho biết điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Em là người mà rất là hòa đồng và rất là năng nổ. Còn nhược điểm thì bản thân em tự đánh giá là em nói hơi nhiều. Có một cái nữa là chưa quen là đứng trước đám đông hơi run. Không sao, từ từ mình quen à. Hồi đó anh cũng ngồi lên rung chết luôn, sao đó anh quen luôn à. Từ từ rồi cũng quen thôi. Nhà gái cho biết con đường tình duyên của mình chút xíu nào. Em có hai mối tình anh Quyền Linh ạ. Thì mối tình đầu tiên là mối tình năm em học cấp 3. Còn mối tình thứ hai thì cách đây 2 năm. Anh ấy hơn em rất là nhiều tuổi và cũng là một người đàn ông thành đạt. Mình quen nhau được bao lâu? Em quen 1 năm. Mà thực ra trong cái tâm trí của anh ấy thì anh ấy không thích bị ràng buộc bởi cuộc sống gia đình. Cho nên là hai người không tìm được điểm chung. Dạ đúng. Em chia tay được mấy năm rồi? Em chia tay được 1 năm ạ. 1 năm ở không đó ha. Dạ. Như vậy thì cái mẫu người đàn ông lý tưởng của em mong muốn sẽ là như thế nào? Có chí hướng phát triển và luôn hướng mình về gia đình. Có cần cái bề ngoài phải đẹp trai, cao to, lực lưỡng không? Gương mặt và dáng hình thì nó sẽ hài hòa là được ạ. Rồi để chị coi nha, chị coi bên này. Em chào chị. Chào em. Dạ. Em thấy em có bao nhiêu phần trăm? Chắc là cũng phải tầm được 60-70%. 60-70% đúng không? 70 trở lên được em. Đường tình duyên thế nào em nói cho bà mối nghe đi. Trải qua một mối tình cũng yêu nhau được 10 năm. 10 năm. Wow, 10 năm cho một mối tình rồi tại sao lại chia tay? Thực ra thì câu chuyện này nó cũng là dài, nhắc lại thì nó cũng buồn, nhưng mà nói chung thì trong quá trình đấy thì cũng phát hiện là bạn ấy có đối tượng khác rồi. Có người thứ ba. Được rồi, anh thấy nhà trai cũng là môn đăng hộ đối, cũng đẹp trai ha. Bên tôi là cô gái này 24 tuổi rất là xinh xắn nè. Em chào anh Quyền Linh. Trời đất ơi. Đó. Đẹp dưới trời. Đó. Chào nhà gái. Nè, bây giờ model bèo lên ngôi nha. Bèo ít, đây bèo nhiều quá. Rất là giống nhau. Đây bèo béo. Ta bèo dưới, này ta bèo trên, mắc cười quá à. Em không thích điều gì ở phụ nữ? Dữ. Dữ hả? Dữ. Em có dữ không? Dạ không. Cô này mặc này sao dữ được. Bây giờ thì mình hỏi ý kiến người thân đi. Em đi với ai? Hôm nay em đi với chị Thu, đồng nghiệp của em. Chị đồng nghiệp đúng không? Em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quyền Linh. Cho chị hỏi Hoàng câu hỏi nghe. Nếu như mà người vợ của mình mà làm cái công việc mà ví dụ như một tuần nó phải có vài ngày đi về trễ thì liệu là em có thông cảm được không? Thực ra là vợ chồng thông cảm cho nhau thôi. Cứ miễn sao là trong 1 tháng hoặc là 2 tuần gì đấy thì mình có 1-2 đến 3 bữa ăn cơm với nhau thế là tốt rồi. Dạ, tuyệt vời. Thì cho chị hỏi câu hỏi thứ hai nữa được không? Dạ được, thoải mái chị. Đối với Hoàng thì em thấy là các cái việc nhà thì em có sẵn lòng để chia sẻ cùng với vợ của mình không? Dạ, em thì nãy em chưa tiện nói với bạn nữ bên, thì em là người rất thích nấu ăn. Thì cái việc đấy em nghĩ là nếu như ai rảnh thì làm thôi. Gia đình gái thấy bên đàn trai sao nè? Bạn Hoàng rất là dễ thương, công việc cũng ổn định. Phần còn lại là nhân duyên cùng với nhau thôi. Dạ, dạ, cảm ơn rất là nhiều. Rồi, cảm ơn nhà gái. Em trai đi với ai? Dạ, em đi với em trai. Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào bạn gái. Cái ấn tượng ban đầu của em thì chị là người khá sắc sảo, cũng có thiên hướng về gia đình. Hy vọng là anh sớm lập gia đình để cho bố mẹ yên tâm. Rồi, cảm ơn anh trai. Mình mở rào nhé. Bây giờ mở rào đi nhá. Nó mở rào nào, mở rào. Mở rào. Bắt đầu đi Hoàng. Chào anh. Em có món quà tặng anh. Dạ rồi, cảm ơn em. Có một cái thiệp ở đây. Thôi để em đọc thiệp ha. Chào anh. Dù lần đầu tiên hay lần gặp tiếp theo, em vẫn sẽ đứng đó mỉm cười chào đón anh. Và em nhận từ anh những bông hoa đẹp nhất. Cảm ơn vì đã đến, cảm ơn anh. Thực ra thì cái món quà này là nó là hình của hai người lần đầu tiên gặp nhau. Chàng trai đang cầm một bó hoa rất là dễ thương. Đẹp quá. Và em có một chiếc vòng. Chiếc vòng này thì mọi người nhìn sẽ rất là bình thường, nhưng mà nó được khắc là chiến binh của hạnh phúc. Em hy vọng là trong cái công việc anh sẽ là một chiến binh thật dũng mãnh, nhưng mà trong cuộc sống thì anh cũng là một chiến binh của hạnh phúc. Dạ. Cảm ơn em rất nhiều. Em tặng anh. Dạ. Tôi không biết ông có rối không nha ông Linh, chứ tôi biết Hoàng nó rối dữ lắm rồi đó. Nãy giờ là rối lắm rồi. Còn món quà anh muốn tặng em ở đây thì anh là người rất thích thể thao, nên là trong không biết cái gì có em cứ mở. Anh hy vọng rằng là sau này cái món quà này anh tặng cho em là có thể sau này may mắn thì chúng ta sẽ đi đánh cầu lông thường xuyên hơn. Là đồ thể thao nha mọi người. Một bộ thể thao hả em? Dạ, thể thao. Rồi các bạn về vị trí ngồi đi. Bắt đầu là ngồi đối diện để mà đàm đạo với nhau đi cưng. Quan niệm của em lấy chồng mà nó xa thì cái năm tới Tết nếu như không được về bên ngoại thì em quan niệm cái sống đấy nó như thế nào? Thực ra người ta nói là lấy chồng thì theo chồng đúng không ạ? Nhưng mà điều đấy mình sẽ dung hòa với nhau. Chúng ta sẽ có sự chia sẻ với nhau trong những vấn đề đấy đúng không ạ? Theo anh nghĩ thì thế. Bạn trai thì cũng hơi lớn tuổi rồi, bây giờ mình đang tính khoảng bao lâu mình có thể cưới vợ được? Em muốn là tháng 3 năm sau. Tại sao lại là tháng 3 mà không phải là một tháng khác ạ? Vì mùng 3 tháng 3 là cái ngày sinh của anh. À, em cũng sinh tháng 3. Tuy nhiên thì đấy là ngày sinh nhật. Tháng 3 mình về tổ chức sinh nhật. Tháng nhật xong cái mình ăn dỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3. Sau đó mình làm đám cưới luôn, 3 trong 1 luôn đó. Về chuyện kết hôn thì em nghĩ là mọi thứ sẽ tùy duyên. Trước đấy thì em đã nghĩ là nếu mà mọi thứ thuận lợi thì tầm 2 năm. Nhưng mà như em nói từ đầu là mọi thứ sẽ tùy duyên đó. Dạ. Về công việc của anh thì anh bây giờ là công việc của anh là cố định ở trong này luôn rồi. Dạ. Cho nên là lập nghiệp thì ở Sài Gòn, tất cả mọi thứ cũng đều ở Sài Gòn rồi. Thế nhà anh ở đâu? Nhà anh mấy tầng? Anh nói cho em nghe xem nào. Kệ tôi bên đằng ngữ tôi muốn hỏi gì tôi hỏi. Cần gì phải hỏi nhà mấy tầng? Mắc cười quá, ta đẹp ta có nhà là được rồi. Nhà tôi không có tầng nào hết mà nhà tôi tới mấy nghìn mét vuông sao? Cần gì tầng, đúng không? Thì đó, thì mình cứ hỏi vậy đó. Nhà gái thách mình nói cho em nghe để em biết được là cái nhà tôi có nhà. Thì nhà mấy mẫu ở quê đấy. Im để cho người ta nói vơ và vớ vẩn. Em nói đi Hoàng, chị thấy em rối lắm rồi đó, em nói đi coi nào. Không thì đúng là cũng lần đầu ngồi trước đám đông trên truyền hình nữa cho nên là hơi run. Thôi hồi nãy chị thấy em không run với anh Linh, mở rào ra chị thấy em run. Máy bay em còn sửa được mà, quan trọng gì đâu mà. Sao là nói cho Huyền nghe. Nhà cửa thì em đã có và đang chắc là sẽ bàn giao trong năm nay. Em thì đang mua chung cư. Đó, thấy chưa? Công nguyên cái chung cư luôn rồi đó. Cho bà mối biết. Thực ra thì em mới vào Sài Gòn từ đầu năm. Trước đấy thì em có 3 năm làm việc cho Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Nam Định. Vào đây thì công việc và mọi thứ cũng mới và em cũng đang quen dần với cuộc sống. Tuy nhiên thì em rất là thích Hồ Chí Minh, năng động, phát triển giống như con người của em vậy. Anh nói thật khi lần đầu tiên gặp em đó, anh cứ tự là Nguyễn Thị Huyền đó. Đây là Lê Thị Huyền đó. Đúng rồi. Và anh cứ nghĩ rằng anh đã gặp em ở đâu, ở trên sóng truyền hình chẳng hạn. Và anh nghĩ rằng cô này sẽ là một người có thể làm cái vị trí MC được rất là tốt. Về dáng dấp, về cách nói chuyện, về cái thần thái của em đó. Anh nghĩ rằng là em làm việc này rất là tốt. Biết đâu ngày nào đó em ngồi vị trí của chị Vân rồi ai ngồi vị trí của anh thì sao? đâu biết được. Thôi vậy tôi đi về luôn. Hy vọng được tương lai như anh chị. Chị chào em nha, chào ấy. Chị đi xuống luôn. Thì tôi cũng đi luôn mà. Cô ấy ngồi đó thì có người khác ngồi đây. Cùng. Thiệt mà, cuộc sống đôi khi nó phải thay đổi như thế. Nói chứ đúng á, hồi nãy chị nói là con bé này sao nó... Nói chung là cô này rất là duyên dáng. Đúng, làm MC được đấy, rất là chắc. Nói chuyện rất là duyên và cô này thông minh lắm đấy. Có thể cô ấy xuất hiện công chúng rồi. Em thì ít xuất hiện. Nhưng mà không sao, nếu mà mình cố gắng thì mình cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn cô ấy luôn. Nhưng mà chị thấy ở cái người đàn ông này một cái sự rất là vững vàng. Nãy giờ mình nói chuyện qua lại mình hiểu một chút xíu về tính tình rồi. Bây giờ em tiến tới em nắm tay Huyền nhé. Em có thể hát một bài nào đó hay nói một lời nào đó chân thành từ trái tim của mình. Tôi không biết ông sao chứ tôi thấy bên nó thở hắt ra rồi. Ủa, đó bắt đầu run, bắt đầu run từ lúc này rồi. Tôi mà ngồi vị trí này tôi cũng run, nó đừng có chia ai. Đứng về đi Hoàng, mạnh mẽ lên nào. Có anh bên kế bên luôn Hoàng, đừng có lo. Đúng không, em hát hay không? Chắc chắn người Nghệ An hát rất là hay. Em cảm ơn chị. Quay mặt về nhau. Em sẽ cố gắng. Ồ, từng tay anh rất là run. Anh run lắm, chị biết mà. Về xứ Nghệ cùng anh đi. Em có về xứ Nghệ với anh không? Đất miền Trung khô cằn sỏi đá. Về đó rồi anh thương nhiều hơn nữa. Thôi em chỉ đáp. Về đó rồi anh thương nhiều hơn nữa. Em hát đi Huyền. Bởi trong anh. Trời, bài hay quá. Em sẽ hát tặng mọi người một bài hát khác. Bài hát này thì có một thông điệp, đấy là gửi đến cho tất cả mọi người. Trong cuộc sống thì sẽ có rất là nhiều khó khăn, nhưng mà hy vọng là mọi người sẽ vững bước và vượt qua. Đấy là bài hát Sống Như Những Đóa Hoa. Đấy, MC đấy. Tôi từng mong đời trôi thật nhanh để cho lòng tôi nhẹ vương sầu lo. Ngỡ như trên đời thiếu những nụ cười, muộn phiền giăng lối khắp nơi. Tôi từng mong tôi không là tôi. Tôi từng mong tôi sống bao người, để sống thành thời, sống như tôi vẫn mong. Và rồi tôi nhận ra rằng trong trái tim này là tình yêu vô bờ và đầy áp ước mơ. Và rồi tôi nhận ra rằng những khó khăn này càng làm tôi thêm yêu cuộc đời và thắp sáng niềm tin trong tôi. Và tôi sống như đóa hoa này tỏa ngát hương thơm cho đời, sống với nỗi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời. Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi. Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi. Cảm ơn mọi người nhiều. Trời ơi, Hoàng ơi cố lên, Hoàng ơi cố lên. Để tay vào nút bấm. Chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra con tim mình một lần nữa. Nếu cảm giác thật sự trái tim mình rung động, chúng ta hãy bấm nút. Còn nếu không rung động, chúng ta nhường nút bấm đó cho một người khác. Hãy thật sự suy nghĩ cho kỹ. 3, 2, 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Chúc Hoàng mừng Hoàng. Vẫn còn đang ngơ ngác. Chúc mừng Hoàng đấy. Trời ơi, Hoàng thở hắt ra vậy đó, thương gì đâu á. Anh nghĩ rằng nếu như anh mà ngồi ở vị trí Hoàng, anh vẫn là con người như thế, vẫn bối rối trước một cô gái rất là xinh đẹp, giỏi, một cô gái rất là thông minh. Rồi bây giờ thì Hoàng ơi, coi như là bố mẹ của Huyền đang ngồi xem, bố mẹ của em nữa, em nói gì với các cụ đi. Thưa hai bác, nếu như mà hai bác không chê thì tháng 3 năm sau cho phép con được rước Huyền về Vinh. Trời ơi, xinh liền vậy đó hả? Thì có muốn nói gì bố mẹ mình không? Cha mẹ ơi, hôm nay con lên sóng chương trình này, hy vọng mà mọi người sẽ thấy là con là một cô gái chững chạc này, và cũng thể hiện trước mọi người rất là tốt. Con yêu mọi người rất nhiều và hôm nay con đã có thêm một người bạn tốt. Tuyệt vời đấy. Những cái cảm xúc nó chợt đến và hy vọng rằng chúng ta giữ lấy những cảm xúc đó, chăm sóc những cảm xúc đó. Bây giờ là món quà cho em nè. Chương trình có một cái format cố định bất di bất dịch, có nghĩa là em sẽ được đặt nụ hôn đầu tiên lên đôi má của cái người mà mình đã bấm nút chọn. Đấy, em có thở hát thì thở đi, đừng có ngất nhá. Chị nói nghiêm túc nhá, không có ngất bây giờ đâu nhá. Xin phép em. Dạ. Thật tuyệt vời nếu như một ngày nào đó các bạn thông báo chúng tôi là về Yên Thành và Đô Lương chơi nhé. Dạ. Rồi. Không có gì rung hết, bây giờ giới thiệu về mình cái nè. Dạ, em chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và tất cả mọi người ở khán phòng. Em tên là Phan Thị Thiên Lý, năm nay em 31 tuổi, em ở Tiền Giang. Hiện tại em đang sống và làm việc ở Hồ Chí Minh. Em làm kinh doanh bên vé máy bay. Làm đại lý vé máy bay đúng không? Dạ. Tiền Giang là đâu vậy Lý? Dạ em ở Cai Lậy ạ. Trời ơi, sát bên anh rồi. Trời ơi, đồng hương. Đồng hương luôn. Giúp chào Đồng Hương nha. Dạ. Thiên Lý, mời chàng trai giới thiệu về mình. Em chào Quyền Linh, chị Hồng Vân. Em tên là Võ Thanh Trà. Năm nay em 29 tuổi. Quê em đến từ Long An ạ. Sát bệnh luôn. Em làm nhân viên kinh doanh. Dạ. Ta 29 mình 31 có ngại không? Đâu có gì đâu ngại đúng không? Dạ. Bây giờ mình nói một chút về ưu khuyết điểm của mình coi nè. Dạ, ưu điểm của em là người chịu khó ạ. Cũng rất là hòa đồng, vui vẻ và biết lắng nghe, độc lập về tài chính, cũng đánh đổi thanh xuân của mình để tích góp để tạo dựng sự nghiệp, tập trung vào công việc là chính, tập trung cao vào công việc. Trời, dân Tiền Giang ai cũng giỏi trơn Vân ơi. Thì tôi có nói gì đâu, tôi biết mà anh Quyền Linh. Bây giờ mình có cái nhược điểm gì không? Dạ có, tính chất công việc em cũng hơi làm, cũng có khi khuya nên là ngủ hơi nhiều, hơi dậy trễ rồi hay quên với tin người á. Có bị giật với máy bay nhiều không? Khó, sao chị biết hay vậy? Khó, sao chị biết hay vậy? Thì tin người là bị giật thôi. Bên kia nói về mình đi nào. Em thì là một người rất là vui vẻ, dễ đồng cảm với những người bạn của mình. Hơi dở của em là đôi khi em hơi nóng tính một chút xíu. Ai mà nói xấu về gia đình em đi, mà nói xấu trước mặt em thì nếu mà em nghe đó là em sẽ nóng, là em sẽ nóng và em cự luôn, có nghĩa là lớn tiếng lại giờ đó liền. Nói xấu gia đình mình ai nóng. Còn nói chung mà cái việc nóng tính đó thì sau này khi em làm cái nghề của em là nhân viên kinh doanh á, sau này thì em bớt nóng tính rồi. Tại vì đó đi làm cái nghề của em thì trước tiên là khách hàng phải luôn luôn đúng trước cái đã. Tình yêu sao rồi? Tình trường của em thì từ chỉ có em có 3 mối tình của thời đi học anh. Học sinh đó hả? Dạ đúng rồi, thời học sinh. Nói chung là mối đầu tiên là năm lớp mấy? Dạ mối đầu tiên là cấp 2 anh. Rồi mấy năm? 2 năm. Mối thứ hai? Mối thứ hai là lớp mấy? 10. Mấy năm? 1 năm. Mối thứ ba? Mối thứ ba là năm lớp 12 anh. 12 mấy năm? 1 năm luôn. Cách 2 năm 2 năm vậy đó. Mối nào là em yêu, em nhớ nhất, sâu sắc nhất? Nếu mà nói về tình cảm mà sâu sắc nhất thì đương nhiên là tình đầu anh, nhưng mà thấy có lỗi nhất là có lỗi cái mối tình thứ hai thôi. Có lỗi gì? Em làm gì có lỗi? Tại vì khi mà em chia tay mối tình thứ nhất em quen người thứ hai, thì đang quen người thứ hai thì vô tình quen biết cái người thứ nhất là mới chia tay. Em thì lại chia tay cái người thứ hai, em muốn quay lại với người thứ nhất. Trời ơi, lộn xộn quá ta. Xong rồi vô cũng không quay lại được với mối tình thứ nhất thì em mới vô tình em nhắn tin nói chuyện qua lại với cái mối tình thứ ba. Vô tình thì em nói em thích cô đó thì cô đó cũng vô tình nói ok thôi. Thì quen được năm nữa. Ông bà ta xưa nói nít quỷ nè, lúm tùm la hết trơn. Rồi cuối cùng rồi kể từ lớp 12 tới giờ thì em vẫn chưa quen ai anh. Được. Hồi xưa có nhiêu nó dồn nó yêu hết rồi. Giờ đâu còn gì nữa đâu yêu. Rồi còn mình sao nè, mình nói cho bạn đó bạn nghe coi. Em có 2 mối tình. Mối thứ nhất là khi em đi làm bắt đầu được 1 năm á, thì biết thì xong rồi người ta có gia đình rồi em cũng chấp nhận thôi. Là thôi. Dạ. Rồi bỏ đi, bỏ mối tình đó đi. Em nghỉ làm luôn rồi em tự làm luôn tới giờ. Rồi em tập trung vào công việc, cũng thời gian sau em ổn định rồi em cũng có gặp một người. Nhưng mà khi tìm hiểu biết người ta đã từng có gia đình rồi á, có con riêng nữa nên thấy không phù hợp nên tụi em dừng lại thôi. Trà muốn có người yêu một mẫu hình lý tưởng thế nào nè? Bạn gái chỉ cần chiều cao gần 1m55 trở lên là được à. Nói chung là đừng quá ốm thôi, còn em không thích người ốm thôi. Thích người cỡ kia không? Chào cưng. Dạ, chào chị. Nói chung là vừa người đúng không? Dạ đúng rồi. Vừa người, đừng có ốm, đừng có mập, vừa người thôi. Dạ. Chị ngạc nhiên ghê á. Tại sao em ăn ở không 11 năm, lý do tại sao vậy? Từ lúc mà năm 18 tuổi tới giờ thì em nó có nhiều cái gọi là trong gai lắm chị. Nói chung là cuộc sống nó hơi gian trưng, xong rồi cái nhiều khi đi làm về đó Tiếc như thành một thói quen đi làm về ăn uống rồi nghỉ ngơi, các em ngủ sáng hôm sau đi làm tiếp tục công việc tiếp. Tiếc nó lặp đi lặp lại như một cái thói quen luôn. Cũng đã muốn có người yêu lâu lắm rồi nhưng mà không biết là tại sao em chưa gặp được cô gái nào mà cũng chưa có ai làm cho em cảm thấy có nghĩa là rung động. Chết rồi, ông Linh ông hỏi nãy câu trả lời coi chừng đổi hướng đổi chiều đó. Đâu, gió đổi chiều chị, đó. Em hứa luôn, bảo đảm luôn là em thích con. Hứa luôn đúng không? Bảo đảm. Nãy giờ ông Linh đứng gần em có thấy loạn nhịp tim không? Không. Không phải không? Thấy bình thường, nó có gì đâu chị. Vậy đó chị yên tâm. Chị yên tâm. Em chỉ mắc cười là hôm nay anh Linh để cái tóc đẹp quá rồi. Thì đó, đó. Em mong muốn cái mẫu hình bạn gái của em á, nét đẹp giống một cái người mẫu nào đó. Hiện là em đang thích một phụ nữ có cá tính một chút xíu. Đừng có quá hiền, bánh bèo hay gì đó, em không thích. Chắc chắn đây không có rồi, dạ. Ta chủ một cái công ty nhỏ rồi đó ông ơi. Ok, vậy yên tâm rồi. Dạ, cho anh Quyền Linh. Ôi, tóc anh đẹp quá. Ôi, tóc anh đẹp quá. Lý không thích điều gì ở đàn ông? Dạ, em không thích người đàn ông không có tính lập trường, không quyết đoán, không có kiểm soát được bản thân. Em thích người đàn ông nhẹ nhàng, lịch sự, chuẩn mực, hướng về gia đình. Em là người sống tình cảm. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân rồi xong cho hai bên gặp mặt đi ha. Đúng rồi. Long An, Tiền Giang sát bên. Tiền Giang đi với ai nè? Dạ, em đi với mẹ, anh trai với chị. Xin chào MC Quyền Linh. Xin chào MC Hồng Vân. Tôi là mẹ của Thiên Lý. Chào cháu bên nhà trai. Chào cô. Ở đây là anh trai thứ ba, còn chị đồng nghiệp của Thiên Lý. Thế cũng hiền. Hiền ha. Còn có yêu cầu đàn trai gì không? Không, không có đâu Quyền Linh ơi. Em trai nói nhà em ở đâu? Dạ, con ở Long An bác. Huyện nào? Dạ, con ở huyện Thủ Thừa. Thiên Lý thì nó có nhà cửa thành phố hết rồi. Giờ con gì trên đây ở được không? Con thì sao cũng được, nhưng mà một tuần thì ví dụ như con làm ở Long An thì một tuần con hay về Long An lắm. Lý có nhà riêng rồi, về ở rể được không á? Cái đó là không ở rể đâu, hai đứa tự ở riêng, nhà riêng của Lý, nhà riêng luôn, không có ở rể. Nhà của mình ở dưới thị xã Cai Lậy mà Quyền Linh. Ngon đâu quá. Có ở đây đâu. Nhưng dạ được cô. Được. Dạ. Anh ba, này anh ba có ý kiến gì không anh ba? Dạ em chào anh Quyền Linh, chào cô Hồng Vân với chào khán giả, chào mọi người, chào nhà trai bên kia. Em chào anh. Mình là anh thứ ba của Lý. Nói chung anh thấy em cũng hiền, cũng thật thà. Còn phần sau là phần phấn đấu của mình thôi. Dạ. Chứ anh cũng không nói nhiều hơn. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Rồi. Em đi với ai Trà? Dạ em đi với anh của em anh. Xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào. Rồi chào em trai. Này em lên hỗ trợ tinh thần cho thằng em cô đơn quá lâu rồi. Em cũng suối nữa đăng ký cái chương trình này á. 11 năm mà quá. Anh thấy thì em gái bên đây cũng dễ thương, thiệt thà, nói chung là miền Tây là thích rồi đó. Hy vọng hai em cho nhau cơ hội để tìm hiểu và tiến đến xa hơn. Rồi, cảm ơn nhà trai. Rồi, cảm ơn em. Rồi, bây giờ bắt đầu tâm sự nha Trà nha. Nào, cố gắng lên. Mở rào. Mình có món quà tặng. Đây là sáng mình làm. Dạ. Cái gì vậy anh? Bò bóp thấu. Thấu luôn á. Em bán vé máy bay, không có gì hết, em có vé máy bay tặng anh. Trời ơi, tặng vé máy bay luôn rồi Linh. Hay là chuyến du lịch ở Đà Lạt có thông tin rồi. Đà Lạt hả em? Tháng sau mình đi luôn được không? Tháng này rồi. Tháng này luôn hả? Dạ. Em, cái vé này chỉ có em đổi được thôi, anh không đổi được ở bất cứ nơi nào nha anh. Ngày thứ 6, 25. Dạ. Bữa nó mấy giờ, rước em mấy giờ? Anh về coi kỹ ghi rõ. Hai vé luôn đúng không? Dạ. Cứ hồi luôn. Có giờ hết trơn trọi rồi. Thứ 6 mình đi, chủ nhật mình về. Thì đúng rồi. Thì đúng rồi. Cơ hội đang tới đó Trà. Tới luôn đi. Nào. Dạ. Thấy anh thế nào? Em thấy anh hiền. Ừ, anh thấy con gái anh nhát dữ lắm. Em ăn thử món của anh làm. Em dùng luôn hả? Ừ, em ăn thử đi. Em xin phép mọi người. Không, em xin phép mọi người em dùng. Ăn đi cưng. Em dùng một mình nha. Cuộc đời bất công thiệt. Nội nó ngay rớp rớp rồi mình... Lòng tôi cũng xót xa luôn. Mốt người chơi lên tặng đồ ăn nhớ tặng tôi nha. Rất là giòn á anh. Trời ơi. Rồi bò rất là mềm, vừa vô miệng là nó muốn tan luôn á. Trời ơi. Gỏi là chuối nữa, giòn. Rất là thơm, ngọt ngọt, chua chua, mặn mặn. Nói chung là vừa, hài hòa. Nói chung thì anh thích là nấu đồ ăn, thường xuyên cũng hay tụ tập với nấu đồ ăn cho bạn bè, nhưng mà giờ hết muốn nấu cho mấy bạn rồi. Dạ. Anh muốn giờ muốn nấu cho ai nói luôn đi. Hôm nay thì em sẽ muốn nấu cho Lý ăn. Anh cho ăn mà anh không cho uống. Vậy ăn chút ra hai mà Trinh ăn gỏi ngon quá nè. Vậy anh quên chứ không anh pha cho em ly trà đào nữa rồi. Tao tặng gỏi tao phải tặng trà đào hay là sinh tố này kia chứ. Ủa anh Trà, anh đang làm việc ở đâu ạ? Anh làm ở quận 4 em. Em thấy anh như thế nào? Anh như thế này là được rồi. Anh như thế này là được rồi. Về phân công bán vé máy bay luôn đi. Anh thấy em như thế nào? Anh thì đúng như anh, cái mẫu người mà anh thích là nó hơi tròn tròn một xíu, nó không quá ốm. Mới giảm cân. Anh thấy cái giọng nói của em nghe nó rất là êm tai. Em tính chính nha, anh nhỏ hơn em 2 tuổi luôn hả? Anh nhỏ hơn em 2 tuổi luôn hả? Trà có ngại không? Dạ không chị. Cứ anh em bình thường cho chị. Anh nhỏ chị Dân, anh còn kêu chị Dân bằng em mà. Nếu mà em biết tuổi trước thì em kêu em rồi đó. Nhưng mà nhìn cái mặt thì kêu anh được. Anh nói chung anh đen là tại do anh gian nắng thôi em, chứ không có gì đâu. Em nhìn anh thấy cái sự trưởng thành, chững chạc của người đàn ông trong đó. Mặn mà. Không, anh đàn ông mà. Em thì mà ở Sài Gòn đúng không? Dạ. Thì anh cũng ở Sài Gòn nguyên tuần, thì mình có thể gặp nhau bất kỳ lúc nào mà em muốn. Được anh. Còn ví dụ như cuối tuần đi, cuối tuần ví dụ như em muốn đi về với mẹ hay đi đâu thì anh có thể chở em đi. Được anh. Vậy mình bấm luôn đi hay. Trời ơi. Chưa. Rồi bây giờ em tiến tới bên cô gái kìa, nắm tay cô gái rồi hát tặng cô ấy một bài. Đó, thấy chưa? Sau này ví dụ như anh không có thể, ví dụ anh không cho em được nhà cao hay cửa rộng gì đó đi, xe gì sang đó, anh không có thể anh không có làm được nhiều được tính như vậy, nhưng mà anh chỉ hứa là anh sẽ làm lúc nào em cũng cười, như hôm nay khi em ăn cái món của anh mà em cười á. Cảm ơn anh. Hát bài gì cho cô gái ấy cười đi Trà. Nhiều lần ngập ngừng muốn ngồi, tiếng yêu đương sao không thành câu, sợ rằng đường về không còn xa, để bên em anh đưa lối về. Nhiều lần trầm nhìn em thân lâu, nét thơ ngây chưa vương sầu lấy, nàng đem từ ngàn muôn ánh sao, dịu dàng mong manh em xinh như cánh hoa đào. Thôi anh hát tới đây thôi được rồi. Thì đáp lại đi bài nào đó. Có hai câu rap nhỏ nhỏ. Em bắt đầu nha. Vậy là tình yêu màu nắng. Ai mặc nọng lái lai, nọng lái lai. Ai mặc nọng lái lầu, nọng lái lầu. Em vô nha. Và tên của anh là nắng, để em được là mây trắng, bên anh quấn quýt mây chẳng rơi. Và khi gọi anh là mưa, chẳng thấy gần lại được nữa, anh mang ấm áp đi xa, và để giờ mình em lại bơ vơ, lạc vào giấc mơ rồi lại chơi vơi mình giữa đất trời nơi nào xa xôi, màn đêm tối ai giăng lối em để gần anh mãi. Đừng bấm vì tất cả điều gì các bạn nha. Nào, 1 2 3. Hết thời gian. Ôi đó, bấm mực hơi điên nữa, dễ sợ quá. Nguyễn Anh Trinh, nắm tay nhau. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau rồi đó. Bây giờ sẵn đà thì xin phép luôn Lý cho anh hôn cái đi. Nó hôn đầu tiên cho anh hôn. Cố gắng lên nha. Dạ. Dạ, mình tên là Đỗ Văn Tướng, năm nay 30 tuổi, hiện đang làm về kinh doanh quảng cáo in ấn và thiết kế. Làm tướng đó hả? Ba em đặt thế. 30 tuổi. Dạ, 30 tuổi. Quê ở đâu Tướng? Dạ, quê em ở Quảng Ngãi gì. Mà chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh sống cùng gia đình được trên 10 năm. Rồi mời em giới thiệu. Dạ em kính chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và anh bên kia bức màn. Em tên là Bích Tuyền, em 29 tuổi, đang là nhân viên xuất nhập khẩu. Quê em là ở Bình Dương. Mình giới thiệu một xíu về bản thân mình đi. Hơi dữ, hơi hung dữ. Nhưng mà bị cái là lại rất là hay nhạy cảm. Ví dụ như em cãi không được là em khóc nhè, tháo vát, nấu ăn ngon. Với lại em ăn hoài không mập, cho nên là em nghĩ là cái anh đó là phải cố gắng nhiều để nuôi em mập. Được không? Nói với bạn ấy đi. Dạ sẽ cố gắng. Cố gắng ha. 30 tuổi rồi mà ngồi ở vị trí này, tức là đang ế, thì nhiều người lại không tin, đúng không? Dạ. Với hình dáng của bạn, với công việc của bạn ổn định như vậy, tại sao mình không tìm được người bạn gái ở ngay cơ quan mình làm việc chẳng hạn? Lúc trước thì năm 25 tuổi mình như một đứa con nít vậy đó. Thì khi gặp người phụ nữ thì mình chưa cảm thấy yêu. Đôi lúc công việc cuốn hút mình hơn nhiều. Bạn làm việc quá không có thời gian đi tìm một nửa yêu thương của mình đúng không? Dạ, tại vì cơ hội đi tìm nó ít lắm. Rồi, đây là cơ hội, cố gắng lên nha. Tình trường của em thì sao nè? Dạ, thì em cũng trải qua được 2 mối tình. Một mối tình hồi cấp 3 là cũng rung động đầu đời. Rồi một mối tình khi đi làm cũng đã chia tay cũng được hơn 2 năm rồi chị. Lý do tại sao? Dạ thì do cái anh bạn đó cũng không có thật lòng á, và không có chung thủy, cho nên em chọn ra đi. Bây giờ bạn mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Về ngoại hình á thì bạn đó phải cao to 1m7 trở lên, thì để em có cảm giác là em sẽ được bảo bọc che chở và có thể dựa dẫm vào anh ấy. Về tính cách á, cần khoảng 4 chữ T: thông minh, tinh tế, tháo vát và thật lòng. Dạ, còn và tránh tứ đổ tường, đó là cờ bạc, gái gú, rượu chè và hút chích. Có bác sĩ chích cho ảnh thì được, chứ ảnh đừng có tự chích. Tướng thấy tình hình có ổn định không? Dạ ổn. Được không? Tứ đổ tường có không? Dạ, em sẽ tránh xa những cái đó vì một cái mục đích cao cả hơn. Vậy là anh đã từng có hả anh? Tức nghĩa là thời tuổi trẻ là mình đã từng trải qua những cái gì mà hiếu kỳ. Trời ơi, giờ cũng trẻ, anh nói gì tuổi trẻ thì nghe sợ ghê luôn vậy đó. Giờ cũng trẻ. Mình đã trải qua rồi thì mình tránh đi, không bao giờ lặp lại nữa. Cho nên cái điều đó em thấy cái đó điểm mạnh, mình thấy mình mừng cho mình. Vậy là anh là không hút thuốc luôn phải không? Anh không hút thuốc, rượu bia thì anh không, chỉ có làm 2 lon thôi. Được không em? Dạ được. Còn cái tiêu chuẩn 4T anh được nhiêu phần trăm? Nếu như mình chê mình thì không được, nhưng mà nếu như mình khang thì khoảng 90% đi. Tùy theo vào cách mỗi người nhìn nhận nữa, rồi trong mọi tình huống nữa, nhưng mà mình cảm thấy mình chịu khó làm, mình hiểu cái đối phương nói gì và mình chia sẻ được thì mình nghĩ chắc chắn mình cũng được một phần khá tốt. Anh hiểu 8-9% đó. Rồi. Còn em thì em muốn tìm người phụ nữ thế nào? Biết một chút nấu ăn, một chút về chăm lo gia đình, một chút thôi, chứ còn em cũng không đòi hỏi lắm. Tại vì chia sẻ lẫn nhau thì tốt hơn. Rồi nói chuyện nói chung là chuẩn. Không phải chuẩn gì nhưng mà không có tào lao xí đế vậy đó. Bây giờ bạn thấy bên kia nói chuyện sao? Có tào lao xí đế không? Mình cảm nhận là chưa, nhưng mà không biết có bộc lộ không. Rồi để hồi nói nha. Anh thôi, hình thể thế nào? Hình thể là 1m55 trở lên. Đừng cao quá. Dạ em có 53 à. Mà em mang guốc cỡ 1 tấc nữa là chắc 63 rồi đó anh. Nhưng mà nhìn sao sẽ được là được rồi. Còn gì nữa không anh? Cũng tâm lý một xíu, nhã nhặn, chứ đừng có mà tay chân nhanh hơn não. Tay chân nhanh hơn não là tức nghĩa là khi mình nói ra những gì lát nữa mình suy nghĩ lại thì mình thấy mình sai. Cho nên là trước khi sai nó lại tính... có gì đâu. Nó lại thì nó lộn. Hết chưa anh? Dạ cũng đã đỡ rồi. Nè ha. Để xem nào. Thôi, dạ chào em, chào anh Quyền Linh. Nãy giờ em nghe bên đàn trai nói như vậy em thấy cảm nhận anh này là một người như thế nào? Dạ em nghĩ là anh đó là hơi khó tính. Em có sợ người chồng mình kỹ tính hay không? Em thì cũng vốn kỹ tính rồi, nhưng mà ngày xưa em đi xem bói á, thì thầy bói nói là em phải lấy người chồng kỹ hơn em, là em cũng hơi hoảng cái chuyện đó rồi. Vậy đây đúng rồi đó. Dạ chắc là tới rồi đó anh. Tới rồi đó hả? Dạ. Em có thích người chồng mình là đẹp trai không? Em nghĩ là bề ngoài sáng sủa là được rồi, không hô không hối. Dạ không, tại vì bình thường á, người ta nói là em là cũng chán hơi cao, là cũng hơi ương ngạnh rồi, mà em nghĩ mà kiếm một cái người hối nữa mà chắc lại về đẻ con chắc nó dồ dữ lắm, cho nên em nghĩ là nó trung bình cộng là được rồi anh. Mình hồ dữ lắm, hối dữ lắm luôn. Tứ đổ tường, lăng nhăng, hô hói. Dạ chị. Rồi chào anh. Trời mặt vậy mà sao nói chuyện nghe khó quá, em sợ luôn á trời. Cười rất tươi, đều hô, hơi hói hô thôi. Hô quá trời hô vậy sao được. Mà sao khó dữ vậy anh? Gia đình mình có kỹ tính lắm không? Dạ không, gia đình em không kỹ tính bằng em. Chuyện hôn nhân là phần sự cả đời. Đôi lúc mình kỹ tính một xíu nhưng mà sau này mình không có bị lỡ bị hố. Người ta nói là người vợ mình cưới về là mình phải yêu thương, chứ không phải là hôm nay thấy thích cưới là cưới. Đúng rồi. Nên mình phải chia ly xíu để sau này mình còn tự hôn nữa. Được. Trong tài cái nào rồi, tự nhiên mình thích cái mình cưới về xong mai mình không thích nữa, mệt lắm, phải tìm hiểu cho nó kỹ. Mình không phải là người thích thay áo. Đúng rồi. Cho nên á mình tính chia ly xíu để sau này những cái tật xấu mình có thể bỏ qua được. Đúng rồi. Cái mẫu người lý tưởng của anh có cụ thể có giống ai không? Điềm đạm như Nhã Phương thì mình có. Ủa Nhã Phương điềm đạm lắm hả anh? Cái đó em hỏi Trường Giang á. Vậy sau này tiền bạc kinh tế trong gia đình nếu lấy nhau thì ai sẽ là người quản lý? Cái chuyện đó là chuyện hai bên. Em có thể giữ được, anh tin tưởng em sẽ giao hết cho em. Em thích cho em cho. Đó là anh gì đã cho tin tưởng. Cho ai cho thì tiền hai vợ chồng phải xây dựng hạnh phúc chứ. Thì mình đã tin tưởng rồi. Giờ mình cho người nhà không cho ai đâu sợ. Cho người nhà rồi mình đã tin tưởng rồi thì em cứ cho. Nhưng mà em cho với mức độ vừa phải, cái hành động em cho thôi. Thôi cặp này lát để tự nói chuyện với nhau đi, mệt quá. Em gái đi với ai vậy em gái? Dạ em đi với chị cấp trên và các bạn đồng nghiệp. Dạ em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và các bạn trong trường quay. Nói về Tuyền á thì nếu mà chưa có hiểu á có thể thấy là bạn hơi khó, nhưng mà khi mà đã hiểu rồi á thì bạn cũng rất là tình cảm, sống vì gia đình nhiều. Thì bạn nam bên đây cũng khá là điềm đạm, là một người kỹ tính. Có thể hợp với lại là Tuyền. Rồi cảm ơn chị. Bạn đi với ai bạn Tướng? Dạ hôm nay em đi với anh Bắc và em gái. Em gái trước đi ha. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào em. Thì anh của em á, thì em biết là anh nói chung là không có hút thuốc nè, rượu chè cờ bạc thì cũng không có luôn, rất là có trách nhiệm với bản thân của mình, nên anh khó tính như vậy thì em nghĩ là rất là tốt. Chị bên đây rất là dễ thương, mặc đồ rất là đẹp. Cảm ơn em. Thì nếu mà hôm nay hai người đã có duyên gặp nhau á thì biết đâu sẽ có duyên vợ chồng. Rồi cảm ơn em. Rồi thời khắc quan trọng đã đến cho cặp khó này gặp nhau. Kéo màn. Chúng ta có 2 phút để gặp gỡ trò chuyện. Rồi mời các bạn. Rồi các bạn cứ thoải mái bày tỏ quan điểm của mình đi. Dạ anh đang ở khu vực nào anh? Bình Tân á. Bình Tân gần ở Tư An Sương. Dạ em thì quận 8 cũng cách Bình Tân không xa. Ví dụ như tại vì anh thích là cái bạn nào điềm đạm là giống Nhã Phương. Rồi mà em thì lâu lâu cũng hay lôi nhoi, mà bây giờ em cũng hay giỡn, mà có khi giỡn quá mức á thì lúc đó anh có chịu chấp nhận không? Anh sợ em giận thôi. Dạ. Chứ còn em thích giỡn kiểu gì cũng được. Anh không phải là tính chi ly kỹ lưỡng, nhưng mà mình sống mình lớn cho nên là khi cái hành động của mình nó ra thì nó nên hợp nhau hơn, hiểu nhau là chính. Thường thì ví dụ như anh giận thì anh giận trong bao lâu? Anh giận nhanh lắm, bởi vì cái giận nó chả được gì cả. Dạ. Nó không có mang lại kinh tế gì cả, mà mang lại phiền não cho anh thôi. Cho nên là anh sẽ nói với em rút kinh nghiệm, sau này em đừng làm như thế. Cuộc sống gia đình là trên hết. Thì anh cũng nhìn thấy em là một người rất là dễ thương. Dạ. Bạn đồ rất là đẹp, có một cái thu hút. Mình nên cho cơ hội nhau hẹn hò nhiều hơn, rút ngắn lại khoảng cách một xíu để mà anh hiểu em nhiều hơn. Thì em thấy là Tim cũng có cảm giác với người đối diện. Anh có thích đi du lịch không anh? Có, du lịch là điểm mạnh của anh rồi. Dạ. Anh rảnh khi nào là anh đi du lịch khi đó. Dạ đúng, em cũng rất thích đi du lịch. Công việc mà có bị stress quá thì em lại thích đi du lịch ngay những cái thời điểm đó. Thì em hy vọng là người đi cùng với em sẽ là người đi suốt cả cuộc đời với em luôn. Em yên tâm, nếu như một ngày nào đó hai ta là của nhau thì em thích đi đâu anh chiều hết đúng không? Chiều hết. Tại vì anh là một người chụp ảnh, anh thích chụp những cảnh đẹp, nhất là chụp những người thân của mình. Chắc bỏ việc đi quá. Em cũng thích chụp ảnh, thường em cũng chưa tìm được cái người nào có thể chụp hình có tâm giống như em, cho nên em rất là hy vọng đó là anh. Dạ. Vậy thì hai ta cùng nhau chụp ảnh. Hai người để tay vào nút bấm đi. Chúng ta đang đến những giây phút hết sức là quan trọng nha các bạn. Bây giờ mình nói chuyện có thể hiểu nhau hơn. Các bạn đang đối diện với hàng triệu khán giả, đang đối diện với những thành viên gia đình, với bạn bè của mình. Cái nhấn nút hết sức là quan trọng. Chúng ta Cái nút này nó nhạy quá. Nhưng mà em cũng bấm chưa? Không, em bấm rồi. Thôi, hai mình đi xuống cho rồi chứ hai mình đứng đây làm chi nữa anh. Tình yêu không thể nói trước được, cho dù giông bão nó cứ tới là nó tới, không cần phân tích đúng sai. Đây là một cái cuộc trò chuyện khá căng thẳng nhưng mà kết thúc rất là nhanh. Thôi vậy được rồi. Nắm tay đi hai bạn. Làm luôn đi chứ đợi nhắc nhở gì nữa. Mình lớn hết rồi ha. Quyết định do mình hết. Nãy nó rút ngắn thời gian vậy đó, rút luôn đi. Chứ anh còn muốn gì nữa. Hôn bạn gái chứ đi. Tuổi trẻ giờ yêu chớp nhoáng quá. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng. Tới đó xem phim để chúng ta tìm hiểu kỹ hơn cảm giác những cái giây phút lãng mạn bên nhau. Chúc các bạn hạnh phúc. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relux và viên uống sáng da Sakura Placenta, tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Dạ em cũng cảm ơn anh Quyền Linh, chị Cát Tường và ban biên tập chương trình và tất cả các khán giả đã ủng hộ cho hai đứa em ngày hôm nay. Rồi mời hai bạn. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi bây giờ hai bạn hãy giới thiệu về mình nha. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Bá Tú, năm nay 34 tuổi, công việc hiện tại là nhân viên bảo vệ ngân hàng. Em sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Quê mình ở đâu Tú? Ở thành phố luôn anh. Dạ Bình Thạnh. Quận Bình Thạnh. Dạ. Mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Ánh Đào, năm nay em 25 tuổi, em đến từ Tây Ninh, em là chuyên viên tư vấn thuế. Mà hiện giờ làm việc ở đâu? Dạ ở Tân Bình. Mình giới thiệu một chút xíu năng lực của mình luôn đi, điểm mạnh, điểm yếu hay sở thích của em chẳng hạn. Ưu điểm của em là biết bơi lội, hát cũng được. Thôi bây giờ mình tự giới thiệu, mình tự hát một bài luôn cho tất cả mọi người. Em sẽ hát bài Về Miền Tây. Về Miền Tây. Miền Cần Thơ gạo trắng nước trong, vui niềm vui ấm no cuộc sống. Miền Đông Tháp ruộng lúa mênh mông, yêu tình yêu thắm duyên mặn nồng. Ai qua Tiền Giang xuống Pha Mỹ Thuận, ai đi Hậu Giang đến Bắc Cần Thơ, đi về Minh Hải hay đi về cái... Đáng hay à. Em hơi rung, mới lên hơi rung. Không sao, nhưng mà giọng hát rất là ngọt ngào, rất là truyền cảm. Bạn nam cảm nhận như thế nào? Ngồi bên đây cười quá trời. Hát ngọt mà đúng không Tú? Dạ đúng rồi. Rồi giờ mình hát lại đi Tú. Chết chè. Tại nó chơi luôn Tú. Em ơi lòng anh thì rất chân thành, có gì đừng giận anh nhé, có gì đừng buồn anh nhé, tội thân anh lắm, 34 tuổi rồi vẫn chưa vợ em ơi. Rồi, được. Rất duyên ha. Một màn ca hát đối đáp rất là dễ thương. Đó là điểm mạnh của em. Còn điểm yếu của em là gì nè? Điểm yếu của em là em hơi khó tính, nấu ăn không được ngon lắm. Nhưng mà có chịu nấu không? Em nấu được nhưng mà không ăn được. Nấu chỉ mình em ăn thôi. Sợ đoản nhiều lắm chị, thôi mà kể như đó được. Rồi, tình trường như thế nào? Em thì chưa quen ai hết. Hả? 25 tuổi chưa quen ai hết? Dạ. Có thích đơn phương nhưng mà hồi năm lớp 2 là... Gì? Hồi năm lớp 2? Dạ, lớp 2 là có ghi viết thư cho bạn đó. Nhưng mà viết xong đổ thư bạn kế bên. Rồi thư viết gì Trọng nhớ không? Có thì thích để trái tim vậy thôi. Trời ơi, lớp 2 mới có 7-8 tuổi à. Ngày xưa ông bà ta gọi là nghịch quỷ á. Chút xíu lớp 2 mà viết thư yêu đương nữa. Thích thôi mà anh. Rồi, cái đó câu chuyện vui thôi. Bên đây... nghe cười khoái rồi ha. Phải rồi, nãy hát khoái giờ nghe chưa có người yêu khoái nữa. Tú thế mạnh thế yếu là gì? Dạ ưu điểm của em là vui vẻ, hiền với hay cười. Sáng có cái thói quen là ngủ dậy cái là mở miệng cười. Cười sáng được cười mình vậy đó hả? Mở mắt ra cái là cười. Còn khuyết điểm của em là nói nhiều, xàm xế. Sao đúng rồi dạng. Hay kiểu chọc ghẹo cho người khác cười cũng vui mà. Mà người ta có cười không? Có cười mà. Lúc cười lúc không. Dạ. Vì em biết hút thuốc, biết nhậu. Em có thích bạn trai hút thuốc không? Dạ không. Chớ ra bên đây không có thích hút thuốc đâu. Dạ em cũng đang cố gắng bỏ chị. Cái đó cố gắng bỏ càng tốt. Mình có mối tình năm lớp 2, lớp 3 gì không? Dạ không, em chỉ có một mối tình quen được 6 năm. Wow, Quen 6 năm mà tại sao chia tay bạn? Dạ bạn đó đi du học về sau thì định cư lại. Thì em chia tay cũng được 11 năm. 11 năm nay có một mối tình đơn phương nào không? Dạ không. Tại lúc đầu em còn thương mà đó. Cũng phải mất 7 năm mới quên được. Bạn vẫn còn xúc động khi nhắc đến... Gung á. Gung hả? Dạ. Gung là gung với cái chuyện... Tại đó. Em ít chia sẻ trước đông người vậy nè. Cảm giác mình có nghĩa là gung trước đông người chứ không phải là gung vì cái chuyện cũ đúng không? Dạ đúng rồi, quên nói đâu rõ chứ bên đây ta nghe gung gung tại... nhắc chuyện cũ mà gung là ta thấy quê rồi đó. Không phải nha em, thì thôi bỏ qua coi đi. Chừng nếu lâu quá không có cảm giác phụ nữ là coi chừng coi lại giới tính đó nha. Dạ đúng rồi, cũng có nhiều người nói em. Có nhiều người nói đúng không? Bây giờ thích nữ hay thích nam? Dạ thích nữ chị. Chắc không? Dạ chắc. Trời ơi, lo quá. Mọi người lý tưởng đi. Cô thích mẫu người của mình như thế nào? Cao khoảng 1m7, có công ăn việc làm ổn định, có nhà Sài Gòn càng tốt. Tại vì em không muốn là hai vợ chồng lấy nhau là phải ở nhà trọ. Thí dụ như một người người ta yêu em hết sức mình luôn, người ta lo lắng cho em từ đầu đến cuối luôn, nhưng mà ta không có nhà thì sao? Nếu mà người đó có chí cầu tiến á thì được anh. Bạn trai nghe vậy bạn... Nhà em thì nhà riêng thì em có, nhưng mà gia đình em hiện tại thì cho thuê phòng trọ. Nếu mà vợ chồng về ở chung thì vẫn có phòng riêng cho hai vợ chồng. Với ba mẹ cũng rất là dễ. Nhà dễ. Nhà em có mấy người? Nhà em 2 anh em, em còn một người em trai nữa. Thôi vậy khỏe rồi. Có nghĩa là phải làm dâu đúng không em? Dạ đúng ạ. Mà thí dụ như là làm dâu một thời gian thôi rồi mình lập kế hoạch mình ra mua cái nhà nhỏ nhỏ hai chồng ở riêng luôn thì được không? Dạ được. Mua làm chi, nhà trong đó quá trời, mua làm chi? Sao mua nhà riêng ở kia của ba mẹ mà vậy? Phòng là riêng rồi. Có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Đừng có ích kỷ quá hay là ki bo keo kiệt quá, em cũng thích. Em hào phóng mà. Đi với nữ thì em hào phóng, mà đi với bạn thì em phóng bình hào. Nói chứ tính em là thoải mái, được, phóng khoáng. Về ngoại hình em có không thích cái gì không? Lùng quá, hô. Nó lùng kệ người ta, hô kệ người ta. Rồi vậy bên kia mẫu người bạn gái như thế nào nè? Có cái khuôn mặt phúc hậu, cao thì tầm khoảng 1m55 đến 1m6. Mặt em ác lắm. Em cũng chuyên trị cái ác. Cái ác hả? Cái gì không? Rồi gì nữa không bạn? Về tính tình thì em cũng thích người phụ nữ sống có trách nhiệm với gia đình. Với sống đừng có nghĩ cho bản thân mình mà phải nghĩ cho mọi người xung quanh. Bạn gái qua coi thử coi đàn trai có đáp ứng nhu cầu của bên đó không vậy ta? Chào chị. Cao nhiêu? Dạ em cao 1m645. Làm gần 1m65. Chà, thiếu 5 phân. Nói vậy thôi chứ gặp bảo đảm hết hồn liền. Ủa như bây giờ yêu nhau hai người hợp hết, nhưng mà bạn gái này không có muốn đi làm dâu thì sao? Cũng được, em có hỏi mẹ em rồi. Mẹ nói sao? Em bữa con hỏi mẹ nếu mà con đi chương trình mà người ta bắt gãi mẹ chịu không? Thì mẹ đi đi. Con nói thiệt hay nói giận lẫy? Nói thiệt. Nói thiệt phải không? Nói chung là mẹ em thì tôn trọng quyết định của con cái. Ổn. Cô này dễ thương. Đàn trai hơi bị ổn rồi đó. Dạ. Trời ơi, đàn gái cũng ổn vậy, em tin qua coi. Để qua coi coi ha. Chào. À, chào em gái. Rất là dễ thương. Dạ. Nói chung là nãy giờ em nghe anh bên đó nói chuyện rồi, em tưởng tượng ảnh thế nào? Cũng to, tại vì nhậu nhiều chắc chắn là bụng bự. Không có bụng bự đâu. Anh này hơi chuẩn đấy, chỉ hơn thấp em hơn khoảng 0,5 thôi. Có mang guốc lên được. Đã quên mang dài chứ quên. Dạ được, dạ được. Sao không coi nhà trọ được hả? Dạ. Nói chung là em không phải là lo cho bản thân em mà lại phải lo cho con cái nữa. Không thể nào mà con cái mình cứ ở trọ miết vậy được. Nhưng mà ở trọ nhà mình được không? Dạ cũng tạm được. Không thích ở chung nhà với mẹ thì ra xin mẹ cái phòng trọ. Ừ, nhà nhiều phòng mà. Cái phòng trọ thì nó cũng nhỏ. 2 phòng. Đặt thân nhau, 2 căn liền kề. Dễ quá. Đã nói nhiều phòng trọ là rất là dễ rồi. Dạ. Ảnh biết bảo vệ ngân hàng thì chắc chắn ảnh sẽ biết bảo vệ em. Chưa chắc rồi. Trời, ngân hàng khó bảo vệ lắm, ta còn bảo vệ được đúng nói chi. Thế nói được không em? Dạ đúng. Trời ơi quá đúng. Để nghe ý kiến thêm từ người thân. Dạ. Hôm nay em đi với ai? Em đi với 2 đứa em gái. Bạn áo đỏ em ruột đúng không? Nhìn là thấy giống y chang đó. Em gái dễ thương. Chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh ạ. Chào anh trai luôn. Chị em bệnh dễ thương đó, không giống như em đâu. Giống. Em cũng dễ thương mà. Mặt tròn phúc hậu. Em cũng dễ thương mà. Nhưng mà chị em đi nho hơn. Anh trai bên này nhìn cũng được, cũng dễ thương. Mà anh ơi, chị của em á, nấu ăn không có được ngon á. Là anh thấy chấp nhận được không? Tại vì anh có yêu cầu là về làm dâu á. Thì có thời gian rảnh hai đứa đi học nấu ăn chung cũng vui lắm. Ủa anh dạy vậy? Có yêu cầu rảnh không? Có lo lắng gì cho em không? À không, không cần, chỉ cần lo lắng cho chị em thôi à. Chị em nhìn bề ngoài mạnh mẽ vậy thứ bên trong hiền cô à. Yếu đuối lắm, anh về em phải che chở chị em á. Anh thì ở ngoài nhìn không có mạnh mẽ, nhưng mà ở trong bên trong thì anh mạnh mẽ lắm. Chẳng những anh bảo vệ chị em mà anh che chở cho em nữa. Rồi mình có đi với ai không? Mình đi với ai? Dạ hôm nay em đi với ba em, rồi em trai ruột của em, rồi cô chú em, rồi đồng nghiệp em. Nói chung cả nhà luôn đúng không? Dạ đi đủ hết. Chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, dạ. Chào tất cả các khán giả. Chào em. Dạ em chào cô. Chị là cô của Tú. Thấy bạn gái bên đây được đó Tú ơi. Dạ. Càng nhanh càng tốt đó Tú. Có thể kết thúc chương trình này mình làm tới luôn cũng được. Trời ơi, quá. Ba có cho đỡ hai phòng trọ liền kề đập thông nhau không ba? Sẵn sàng vì tương lai của con cái. Bác đó. Thấy giàu tương lai bác được không? Dạ, rất là tốt và rất ưng ý với những cái tư tưởng đầy cầu tiến. Nói vài câu với bác chào đi, bác vụ phòng trọ đi. Dạ, con chào bác. Nếu mà con với ảnh nếu có duyên á thì con cũng cố gắng. Việc nấu ăn thì đơn giản lắm. Nhà có nhiều cô mà con học với cô cũng được. Dạ. Nhiều đó là thấy mát lòng mát dạ rồi. Hay quá. Kéo màn lên. Kéo màn lên, tâm sự. Rồi, xin mời. Bụng cũng lúp lúp thôi chứ cũng không có bự. Cảm ơn anh. Anh gửi tặng em bó hoa này. Dạ. Em có hỏi chứ? Thôi anh hỏi trước đi. Em có thích chó mèo? Tại vì nếu mà mai mốt em về nhà làm anh làm dâu á, ừ. Thì nhà anh á thì em anh á thì nuôi chó, dạ. Mẹ anh thì nuôi mèo, dạ. Ba anh thì nuôi cá, dạ. Anh thì nuôi em, nuôi anh em, nuôi em. Đó, anh thì nuôi em. Cái câu chốt là nhà em cũng nuôi cá. Nữa sau này con cái sao, thích trai gái gì đó? Em thích mấy đứa. Nói chung là tỷ lệ thuận với lại kinh tế nhà mình cho anh. Anh thích con gái. Dạ. Nhưng mà gái trai gì cũng thích, nhưng mà dạ. Anh thích con gái. Gái dễ thương lắm em. Tiền bạc kinh tế em không ai quản lý? Cái này thì không quan trọng chị. Ai giữ được thì cũng được. Riêng em thì em độc lập về kinh tế. Em không muốn phụ thuộc vào người chồng. Bạn Lĩnh đấy, hãy nhìn thẳng vào mắt nhau và nói tất cả những gì trái tim mình muốn nói. Với cái tuổi của anh bây giờ thực sự thì chững chạc để lo cho người phụ nữ. Anh cũng muốn là một người luôn bên cạnh em, chia sẻ với em trong những lúc khó khăn. Hai người mình đồng hành trong cái khoảng thời gian còn lại của cuộc sống. Công việc của em thì nếu mà theo mùa thì nhiều việc quá thì em có thể tăng ca tới 90 giờ lận. Em không có thời gian nhiều cho đối phương đó. Thì lúc đó mình chỉ cần tối em đi làm về á, thì đường khuya thì anh đưa em vậy, hai đứa đi chung vậy cũng thấy vui, đâu cần phải là lúc nào cũng bên nhau đâu. Dạ. Rồi, hết được rồi. Thời gian nói chuyện đã hết. Chúng ta đặt tay vào nút bấm và hãy có trách nhiệm với nó. 1 2 3. Hết thời gian. Nắm tay nhau nè, rất hợp lý, cũng có gương mặt phu thê đấy. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 lý chiến thắng. Các bạn sẽ đến đó xem những bộ phim rất là lãng mạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relux. Gửi tặng hai bạn viên uống sáng da Sakura Placenta, tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Đây xin gửi tặng hai bạn máy nước nóng nhãn hiệu Sen Ton. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng với nhãn hiệu Atlantic, trị giá tổng cộng là 7 triệu đồng. Chúc hai bạn thật nhiều hạnh phúc ha. Chúng tôi đang mong chờ tin báo của các bạn. Xin cảm ơn chương trình rất nhiều, xin cảm ơn mọi người. Nào hãy được đấy.